Lý do Tinh Cung không lấy đi hết kho báu trong Hư Thiên Điện và mục đích thật sự của họ khi giám sát việc tìm kiếm kho báu là gì? Hư Thiên Điện là một bí điện được xây dựng bởi các tu sĩ thời xưa, nơi đây sở hữu vô số linh dược, cổ bảo và công pháp quý giá. Mỗi 300 năm, Hư Thiên Điện sẽ giáng xuống từ trên trời cao và xuất hiện tại một vị trí ngẫu nhiên trong đoàn tinh hải. Mỗi lần mở cửa, vô số tu sĩ cấp cao sẽ đến đây để tìm kiếm bảo vật. Tinh Cung vốn là thế lực thống trị loạn tinh hải, sở hữu kho tàng bảo vật khổng lồ, dĩ nhiên không thiếu linh dược và cổ bảo quý hiếm. Tuy nhiên, mục tiêu của họ lại là Thông Thiên Linh Bảo Hư Thiên Đỉnh. Đáng tiếc, Hư Thiên Đỉnh được bảo vệ bởi Càn Lâm Băng Diễm, không thể thu thập bằng những phương pháp thông thường mà chỉ có thể sử dụng một số linh thú đặc biệt mới có thể lấy được bảo vật này. Loại linh thú có khả năng lấy ra Hư Thiên Đỉnh dường như đã tuyệt chủng ở loạn tinh hải, không ai trong Tinh Cung tìm thấy chúng. Do đó, các đời cung chủ Tinh Cung trước đây đều không lấy đi Hư Thiên Đỉnh. Tinh Cung cũng không thu thập hết toàn bộ bảo vật trong Hư Thiên Điện mà mở cửa cho các tu sĩ chính tà đến đây tìm kiếm. Đối với Tinh Cung, chính tà hai đạo là mối đe dọa tiềm ẩn. Vì vậy, họ cử người giám sát việc tìm kiếm bảo vật trong Hư Thiên Điện. Trên bề mặt, Tinh Cung đặt ra quy định, bất kỳ ai trong quá trình tìm kiếm bảo vật mà ngang ngược cướp đoạt, giết người đoạt bảo sẽ bị trưởng lão Tinh Cung ngăn chặn và truy sát. Tuy nhiên, sự giám sát này chỉ giới hạn ở ngoài điện, họ sẽ không bước vào nội điện cũng như can thiệp vào các vấn đề bên trong nội điện. Trên thực tế, mục đích thực sự của Tinh Cung là ám sát các tu sĩ chính tà. Khi chính đạo hưng thịnh, họ sẽ ám sát những người chính đạo. Khi ma đạo hưng thịnh, họ sẽ ám sát những kẻ ma đạo. Không để hai thế lực này phát triển mạnh mẽ. Do hành động bí mật, chính tà hai đạo cũng không thể tìm được bằng chứng. Lần này, 7 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thuộc chính tà hai đạo cũng tụ tập tại Hư Thiên Điện. Hai trưởng lão Tinh Cung biết rằng chính tà hai đạo có âm mưu to lớn, vì vậy họ trực tiếp kích hoạt một phần cấm chế của Tinh Cung, khiến cho cửa thứ hai băng hỏa đạo xuất hiện Hắc Sa Bạc và Huyết Băng Lâm. Hắc Sa Mạc có vô số thiết hỏa kiến, Huyết Băng Lâm thì có vô số ngân quang thử. Tu sĩ kết đan kỳ bình thường đều bỏ mạng ở băng hỏa đạo, chỉ còn lại một số tu sĩ kết đan hậu kỳ, tu vi cao thâm và 6 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nhờ hàng chục vạn phệ kim trùng, Hàng Lập cùng Nguyên Giao thoát khỏi vòng vây. Nếu không có phệ kim trùng, Hàng Lập cũng sẽ tử vong tại Dung Nham Lộ. Biết rõ Tinh Cung đang giở trò, chính tà hai đạo chỉ dám nuốt giận không dám nói. Trưởng lão Tinh Cung lấy cớ có đạo hữu nào đó đụng chạm vào cấm chế để lấp liếm. 6 tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều muốn vào nội điện. Trưởng lão Tinh Cung biết họ muốn lấy Hư Thiên Đỉnh, vì vậy âm thầm theo dõi mạng hộ tử và những người khác vào nội điện, muốn xem chính tà hai đạo có thể lấy được Hư Thiên Đỉnh hay không. Nếu cần thiết, bọn họ cũng sẽ ra tay ngăn chặn. Vì vậy, khi huyết ngọc chi chu của Hàng Lập và hỏa bản của Cực Âm sắp lấy được Hư Thiên Đỉnh, trưởng lão Tinh Cung đột nhiên xuất hiện, chém chết huyết ngọc chi chu. Hàng Lập cũng suýt bị chém ngang. Sau khi huyết ngọc chi chu chết, Hư Thiên Đỉnh rơi xuống, trưởng lão Tinh Cung hoàn thành nhiệm vụ rồi biến mất, biến thành một lá bùa. Hóa ra họ sử dụng hóa thân bùa của Tinh Cung, sau đó hóa thân bùa hóa thành tro bụi, không để lại dấu vết. Đối với Tinh Cung, linh dược, cổ bảo và Hư Thiên Đỉnh đều là mồi dữ, mỗi lần đều có thể thu hút vô số tu sĩ chính tà hai đạo. Họ cũng có thể nhân cơ hội để trừ khử kẻ khác, làm suy yếu sức mạnh của chính tà hai đạo. Vì vậy họ không cử người lấy đi bảo vật trong Hư Thiên Điện. Mỗi lần Hư Thiên Điện mở ra, Tinh Cung đều không cử người đi tìm bảo vật. Những người đến đều là tu sĩ chính tà hai đạo hoặc là tản tu. Tưởng chừng như Tinh Cung đang thiện, nhưng thật ra Tinh Cung chỉ có lời chứ không có lỗ.